Sáng nay ngày 24 tháng 11 năm 2014, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một cơ sở sản xuất bao bì trên đường tỉnh 870 xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, ước tính thiệt hại ban đầu gần 1 tỷ đồng. Khoảng 6 giờ cùng ngày, doanh nghiệp tư nhân Ngọc Phấn do bà Lê Thị Năm làm chủ ở xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang là cơ sở chuyên sản xuất bao bì bất ngờ bị cháy dữ dội. 6 xe cứu hỏa và hơn 50 cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Tiền Giang đã đến phong tỏa hiện trường và chữa cháy. Nhân viên của công ty điện lực cũng đã đến cắt điện. Do vụ cháy xảy ra vào giờ cao điểm nên lực lượng chức năng cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã đến điều tiết giao thông, giữ gìn an ninh trật tự tại đây. Sau hơn 1 giờ, lực lượng chữa cháy mới khống chế được ngọn lửa, không làm cháy lan qua các căn hộ khác. Nhiều đồ đạc có giá trị như máy móc, thiết bị và vật liệu trong nhà xưởng cùng với nhiều tài sản trong doanh nghiệp này đều bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn. Chủ doanh nghiệp cho biết trong xưởng có rất nhiều bao bì, hạt nhựa chất rất dễ cháy. Sáng nay, nhân viên của cơ sở ra về quên ngắt điện, do đó khi phát hiện cháy thì ngọn lửa đã bùng phát dữ dội, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Ước tính thiệt hại ban đầu gần 1 tỷ đồng, rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. Theo ngành chức năng nhận định, nguyên nhân ban đầu là do chập điện. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân của vụ cháy.